đứng im đây để cấy tiếp. Rất là thân thiện đúng không các bác? Đây là giống chim đa đa thuần, nuôi từ nhỏ nên nó cũng rất là thuần. Chim này tối ngủ toàn co một chân, giấu một chân, đứng một chân. Các bác làm cái lồng này, cửa đây, bỏ tay ra là móc vào đây khóa luôn, không lên được. Lại quên cửa lồng ra là thuần thì không sao, không thuần là mất luôn. Tắm cát, ăn côn trùng mồi tươi, ăn thịt, ăn lúa, ăn cám. Đấy, nó giận rồi đấy, nó giận rồi đấy, nó giận rồi đấy, quấy, 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 hăng lắm. Đấy, sau tay lắm. Rất là thuần đúng không các bác?
thì nó như thế hoặc là hơn. Anh lấy mãi chim của bên em rồi, anh thấy ok thì anh lấy nữa đi. Múa đi, múa đi. Múa đi. Chiều ấy, sợ lắm. Quấy, quấy, quấy. 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 Chiều đi cho nó xích. Rồi, gãy đi. Đứng cách sát lồng luôn, sờ tay vào lồng vượt gáy. Váng tai luôn. Đây là cái tem niêm phong của tham cung gáy. Bye.
gáy suốt, lúc nào cũng gáy. Các bạn mua chim vu gáy và chim lara liên hệ là 0163530592. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục đón nhận những video mới.